Cút ra. Khú Hồng, ngươi thực sự đã chọc giận ta rồi. Quay đầu, bớt nói nhảm đi, nộp mạng đi. Sự việc đã tới nước này, chỉ có thể sử dụng đạo ấn ký mà chiến thần để lại. Tránh ra. Hy vọng ý lực của đạo phù ấn đó đủ mạnh mẽ, có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Tất cả dừng tay hết cho ta đi. Xoay người, lùi lại. Người tới là ai vậy? Nam Thế Tiên Dương không phải là nhân vật có thể một tay che trời ở Thượng Hành Thiên Tiểu Tiên Vực. Làm việc lại bá đạo như vậy thật sự khiến người ta không vui. Bạch Nhất Kiếm Quân dưới trướng Phù Sinh Tiên Dương. Thì ra ngươi là truyền nhân của Phù Sinh Tiên Dương. Xem ra ta trước đó đã đoán sai hết rồi. Lần này cô cũng đoán sai rồi. Ta không phải là truyền nhân của hắn đâu. Vậy tại sao ngày ấy lại tới cứu ngươi? Ta cũng không biết nữa. Yên lặng quan sát đi. Bạch Nhất Kiếm Quân, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn gì tới này mà đối đầu với bọn ta hay sao? Hôm nay ta buộc phải đưa người này đi. Nếu ngươi muốn khai chiến với ta, ta vui lòng tiếp đón. Bạch Nhất, ngươi phải nghĩ cho kỹ đây. Nơi này là thiên vực vạn trượng. Nếu thực sự động thủ, hôm nay 4 người các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Khẩu khí thiệt lớn nha. Thiên đỉnh tiểu tử, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một địa tiên mà thôi. Huyện hóa. Mà dám hống hách vậy rồi sao? Khấu kiến Phù Sinh Tiên Dương đại nhân. Không ngờ hắn vậy mà tới đây. Đáng chết. Nếu Phù Sinh Tiên Dương đã tới, cho dù Nam Thế Tiên Dương có lệnh, từng Nam e rằng cũng không chết ở đây. Phù Sinh Tiên Dương, ngài đại giá quang lâm, vạn bối thì có lỗi vì không thể nghênh đón từ xa. Không sao, hôm nay ta buộc phải đưa tiểu tử này đi. Ngươi có vấn đề gì không? Phù Sinh tiền bối, chuyện này... Hả? Nếu đã không có vấn đề gì nữa, ta đưa người đi đây. Lát nữa ta sẽ nói với Nam Thế. Vậy thì không cần. Uy phong của Phù Sinh Tiên Dương thiệt lớn, không chỉ tới đi tự do ở thiên vực vạn trượng của ta, còn muốn trực tiếp đưa kẻ địch làm vai của ta đi. Làm việc như vậy thiết nghĩ không sợ đối địch cho ta sao? Đây là sắp đánh nhau rồi sao? Tuyệt vời. Xem ra Từ Nam có thể thoát thân hay không cũng vẫn chưa chắc. Nam Thế Tiên Dương nặng lời rồi. Ta chỉ là cảm thấy chỉ dựa vào một bảo vật mà định tội chết cho Từ Nam tiểu hữu thì có chút không công tâm lắm. Nếu Nam Thế Tiên Dương chịu nể mặt ta, để ta đưa người đi, thì coi như ta nợ ngươi một ân tình, được không? Ta cần ân tình của ngươi để làm gì? Nếu ta đã nói hôm nay buộc phải phế tên này, vậy thì phải thực hiện. Xem ra cuộc đàm phán của chúng ta đã hỏng rồi. Không hổ là Nam Thế Tiên Dương, quả thiệt bá khí bất phàm. Nhưng hôm nay người muốn bảo vệ hắn không chỉ có một mình ta. Không sai. Địa Hồn Tiên Dương, không ngờ ngươi cũng cấu kết với Phù Sinh Tiên Dương, tới gây khó dễ ta. Nam Thế đại ca, đánh giết tổn thương hòa khí lắm, không bằng ngươi nể mặt bọn ta đi. Tới Tường Nam này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Vậy mà liên tiếp có 3 vị Tiên Dương tới bảo vệ tính mạng cho hắn. Bây giờ ta tin ngươi quả thiệt không phải là truyền nhân của Phù Sinh Tiên Dương. Thật không dám giấu, ta cũng chưa từng gặp mặt Địa Hồn Tiên Dương, Hồng Cầm Tiên Dương. Vậy tại sao bọn họ lại vì ngươi mà đắc tội với Nam Thế Tiên Dương vậy? Cô cảm thấy sao? Sợ rằng là có ý đồ khác. Chẳng trách tên này sẽ là kẻ địch lâm giai. Tôi về với địa thần đỉnh phong thì có thể dẫn tới 3 vị Tiên Dương ra tay giúp đỡ hắn. Cộng thêm tư chất của hắn bất phàm, uy hiếp sau này đối với chúng ta chắc chắn không nhỏ. Các vị đích thân tới, ta sao có thể không nể mặt chứ? Ta có thể tha cho hắn, nhưng ta có một điều kiện. Nam Thế đạo hữu có điều kiện gì thì cứ việc đề xuất, bọn ta nhất định cố gắng đáp ứng ngươi. Không phải chuyện gì lớn cả. Trước lúc đó, ta buộc phải kiểm tra cơ thể của hắn, xác nhận hắn có phải là kẻ địch mà bọn ta buộc phải loại bỏ không. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.